trận không chiến đầu tiên của Không quân Nhân dân Việt Nam đêm ngày 15 rạng 16 tháng 2 năm 1964, sử dụng máy bay T-28 đánh đuổi C-123 biệt kích. Cuối năm 1963, Mỹ và Việt Nam Cộng hòa thường xuyên cho máy bay vận tải thả biệt kích xuống khu vực rừng núi Tây Bắc của Bắc Việt để phá hoại. Do đó, quân chủng phòng không không quân giao nhiệm vụ khôi phục chiếc T-28 và huấn luyện phi công để làm nhiệm vụ đánh chặn máy bay biệt kích do thám của đối phương. Hai phi công Nguyễn Văn Ba và Lê Tiến Phước thuộc đoàn không quân 910 được lựa chọn tập lái máy bay T-28 dưới sự hướng dẫn của phi công Bun Kham và Hoàng Ngọc Trung. Sử dụng máy bay IN-14 và Li-2 đóng giả máy bay địch nhằm mục đích luyện bắt mục tiêu và công kích. Diễn biến trận đánh đêm ngày 15 tháng 2 năm 1964, khu vực dự định thả dù tiếp tế ở Yên Bái, Tây Bắc, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đường bay, đi dọc dãy Trường Sơn, qua vùng Thanh Hóa. Sân bay xuất phát, Đà Nẵng. Chuyển hướng về phía vùng Tây Bắc, lúc 23 giờ 30 đêm, radar cảnh giới vòng ngoài phát hiện được mục tiêu bay lên từ phía Nam, sở chỉ huy quân chủng đánh dấu theo dõi. Sau đó huyện đội Con Cuông, Nghệ An, điện báo tới bộ tư lệnh quân chủng phát hiện có tiếng máy bay địch bay qua vùng trời địa phương về hướng khu vực Hồi Xuân, Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Tiếp đó mục tiêu chuyển hướng lên Tây Bắc. Sở chỉ huy cho tổ bay 963 vào cấp 1. Vào lúc 1 giờ 7 phút rạng sáng 16 tháng 2 năm 1964, tư lệnh quân chủng quyết định cho T-28 cất cánh từ sân bay Gia Lâm, khu vực thực hiện theo dõi chặn đánh. Vùng trời khu vực từ Lang Chánh đến Quan Hóa, Hồi Xuân thuộc tỉnh Thanh Hóa, dẫn đường cho T-28 bay đúng phương án đã được bổ sung. Sở chỉ huy thông báo đều đặn vị trí ta địch, mục tiêu bên trái, cự ly 30, 20, 15 km rồi mục tiêu ở phía trước. Phi công Nguyễn Văn Ba ngồi buồng lái trước tập trung quan sát. Phi công Lê Tiến Phước ngồi buồng lái sau, tập trung giữ tốt các số liệu dẫn bay. Dưới ánh trăng mờ đầu tháng, ngày 4 tháng riêng âm lịch, hai phi công phát hiện mục tiêu hiện trên nền mây trắng xám. Báo cáo sở chỉ huy và tăng tốc độ để tiếp cận. Mục tiêu đang ở bên phải. Tổ bay cho máy bay vòng phải. Tiếp cận từ trên xuống, khi còn cách khoảng 500m, phi công Nguyễn Văn Ba thấy rõ hình thù chiếc máy bay vận tải hai động cơ của địch, nút lên đạn. Chiếm vị trí có lợi, xin vào công kích. Khi cả hai phi công trao đổi, nhận định đã đến cự ly bắn hiệu quả. Ba nhắm vào ống xả động cơ đỏ lửa của mục tiêu, bắn hai loạt đạn hết 163 viên. Ba định bắn tiếp thì súng bị kẹt đạn. Tuy nhiên, chiếc C-123 đã trúng đạn, phụt lửa và rơi rất nhanh xuống khu vực biên giới Việt-Lào. Trực ban dẫn đường cho lệnh thoát ly. 963 quay về hạ cánh tại sân bay Gia Lâm. Theo tài liệu của Không quân Nhân dân Việt Nam, một biệt kích bị bắt sau này có khai chiếc máy bay C-123 này bị rơi khiến toàn bộ người trên máy bay tử vong. Tổ bay 963 được công nhận chiến công bắn rơi máy bay địch và nhận huân chương. Phi công Nguyễn Văn Ba về sau được phong anh hùng, làm hiệu trưởng trường hàng không. Phi công Lê Tiến Phước trở thành trung đoàn phó trung đoàn 918. Theo tài liệu phía Mỹ, đêm rạng sáng 16 tháng 2, máy bay C-123 của CIA do tổ bay Đài Loan với cơ trưởng Lee Chin Yên điều khiển được cử đi thả tiếp viện ở khu vực Tây Bắc Việt Nam nhưng không tìm được đống lửa đánh dấu khu vực thả, dù nên phải hủy nhiệm vụ quay về. Ngay khi vòng trái về phía Tây thì máy bay bị trúng đạn. Máy bay ngoặt về phía Nam và hạ cánh khẩn cấp ở sân bay Nakhon, Thái Lan, với 31 lỗ đạn, một lính biệt kích chết, hai lính bị thương. Nhà sử học hàng không Đài Loan, đồng tác giả cuốn sách về đội bay do thám có tên The Black Bat CIA Spy Fly Over China from Taiwan cho biết cơ trưởng vẫn còn sống. Vẫn tin rằng máy bay chỉ trúng đạn mặt đất.